bên nhào vô. Và đắp. Thì mình nhào vô lần sau này luôn nè, nhảy vô liền. Cái máy bị hướng khóa rồi chị ơi. Đây chú. Lúc nãy không có Hương, tại sao bây giờ Hương? Ai làm những cái máy này? Máy thương dí này, làm sao mà chụp được? Đi rồi, đi chạy chưa? Không, đây là thằng bảy cái một. Trong một phần đoạn quay không kiềm chế được cảm xúc thì mình đã quăng cái túi Louis Vuitton của mình xuống bàn. Từ lúc nãy giờ mình đã đi tìm, cố gắng đi tìm. Nhưng mà mình không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Anh Phước cứu em. Thầy lỗ đại mà Nam Phong bị rách quần.